đôi nam nữ thản nhiên mây mưa giữa ban ngày trong công viên Định Công Hà Nội. Sáng nay, mạng xã hội lan truyền clip một cặp nam nữ hồn nhiên mây mưa giữa công viên Định Công, Hà Nội khiến nhiều người bức xúc. Theo những người dân ở gần và người đi đường chứng kiến cho biết, cặp nam nữ đi xe SH tới công viên Định Công vào buổi sáng nay. Lúc đầu, hai người hành sự ở bên trong khu vực chòi có mái che. Nhưng vì nhiều người qua lại nên cặp đôi giả vờ đứng dậy, đi ra ngoài. Ra sát đường, nhìn ngó xung quanh không có ai, cặp đôi tiếp tục có hành động giúp nhau sung sướng một cách thản nhiên. Họ cứ đứng quan hệ khá lâu như vậy. Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc đã chụp ảnh, thậm chí có người còn quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra bất bình trước ý thức tồi tệ của cặp đôi này. Giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu người qua lại mà vẫn cố tình làm như thế thì thật không thể hiểu nổi. Nhìn họ đâu còn trẻ nữa, cũng trưởng thành rồi mà sao lại thản nhiên làm chuyện ấy ở nơi công cộng như thế? Có tiền mua xe SH đi mà không có nổi hơn 100.000 vào nhà nghỉ hay sao hả? Liêm sỉ ở đâu? Ý thức ở đâu? Tại sao có thể đưa nhau ra ngoài đường làm chuyện ấy như thế này? Một số bình luận từ cư dân mạng. Sốc thực sự. Buổi sáng đi tập thể dục mà gặp cảnh này chắc tâm trạng cả ngày đi xuống luôn mất. Mất niềm tin vào người khác quá. Sao không chọn chỗ nào kín đáo mà làm, vừa thoải mái không bị ai xăm soi lại không ảnh hưởng tới người khác. Công viên là nơi có nhiều người già trẻ nhỏ mà làm thế này thì đến chịu. Cần phải sớm có các hình thức xử lý các hành động vô ý thức như thế này.